Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cái phát hiện và cái bộ phần mềm được chưa của BKV sản xuất ở BKV lập trình ra được chưa. Đó chính là phát hiện ra cái mã độc được chưa, WannaCry được chưa, WannaCry 2.0 gì ấy được chưa, để chúng ta có thể là phát hiện ra có xem máy tính của chúng ta có bị được cái bộ phần mềm này nó bị dính hay không. Thì như các bạn đã biết thì khoảng 2 ngày trước ấy, thì cái mã độc này ấy, nó lây lan trên hơn 200.000 máy tính được chưa, trên toàn thế giới, và hơn 150 quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó có Việt Nam. Thì có một số người Việt đây thì họ đã tải một số đường xin tải đường link cái mã độc này rất là nguy hiểm được chưa, bởi vì tải về thử xem nó hoạt động như nào. Như thế nó vô tình nó sẽ lây lan qua tất cả các mạng máy tính nội bộ của chúng ta, rất là nguy hiểm, các bạn đừng có làm cái điều dại dột như thế được chưa. Và các bạn sẽ kích vào cái đường link của bên tinh tế, có một cái đường link, các bạn sẽ tải cái đường link này về, sau đó các bạn sẽ open, sau đó các bạn sẽ quét. Bây giờ mình sẽ quét ổ C của chúng ta, đây là ổ SD của mình, quét cũng khá nhanh, các bạn chờ nó một tí. Đây là do BKV sản xuất theo CapperKai Internet Security ấy, được chưa, CapperKai, công ty sắp CapperKai ấy. Thì hiện tại cái mã độc này đang lây lan rất là nhanh, đặc biệt là mấy hôm nay được chưa, hôm nay được chưa, nó lây lan rất là nhanh, nó rất là nguy hiểm các bạn. Nó sẽ quét qua và nó sẽ lấy toàn bộ, như là ở của Nga này, nó sẽ vào các dữ liệu nội bộ của các cơ sở y tế được chưa, của các cơ quan đầu não này, của Anh này được chưa. Đấy, rất là nguy hiểm. Đây, đợt này là đợt lây lan cái mã độc là được coi là khá là mạnh được chưa, cho nên các bạn cần tránh vào trường hợp những đường link lạ, để cho nó một số hacker nó làm mục đích xấu được chưa. Tại sao? Thì có một nếu mà các bạn đã là một hacker thì họ có thể chỉnh sửa cái mã nguồn mà cái bọn lập trình ấy nó sử dụng cái mã độc WannaCry này được chưa, là nó sẽ lấy về chỉnh lại cái mã code, và do họ sẽ tận dụng cái mã code nó về cho nó, họ nhằm với cái mục đích là rất là xấu được chưa. Đấy, cho nên các bạn cũng nên tránh. Mình thì không sử dụng phần mềm chế virus được chưa? Mình không có, nhưng mà để đảm bảo an toàn nên các bạn nên nên hạn chế nhá, nên tránh truy cập vào những đường link lạ. Bởi vì là khi khi một máy tính, ví dụ như các bạn trong một máy tính nội bộ, máy tính của mình ạ, máy tính của mình bị dính nha, thì lập tức là máy tính thứ hai ở bên này, lập tức máy tính của máy hai thứ hai này nó cũng có thể là có, nó sẽ lây lan ra. Các bạn không biết cách chặn cái đường server của nó được chưa, bởi vì nó hoạt động nó rất là bá đạo luôn, bởi vì nó đã thiết kế, nó đã lập trình ra thì nó sẽ nó hiểu, nó phức tạp lắm các bạn. Nói chung là các bạn đừng có dây vào cái mã độc này, đừng có tìm cái đường link này về thử làm gì, rất là nguy hiểm. Bây giờ các bạn sẽ chờ nó quét một tí, bây giờ nó quét được khá nhiều mà mình chưa thấy gì cả, mình chỉ quét sơ qua thôi. Nếu mà quét cả cái này ấy thì lâu quá, 120. Đấy, các bạn sẽ tải cái công cụ này về quét qua một cái xem nó có phát hiện hay không. Thì như ở bên tinh tế ấy, thì cái dạ bên tinh tế có một cô, WannaCry, một máy tính trong mạng nội bộ nhá này, thì có thể rất dễ lây sang các máy tính ở thiết bị khác, có nghĩa là trong cái mạng nội bộ ấy. Các bạn hiểu mạng nội bộ là như nào? Mạng nội bộ là mạng nó kết nối trong cái modem của các bạn ấy, người ta gọi là mạng nội bộ, vâng ạ. Nó sẽ truy cập qua tường lửa của mạng LAN, mặc dù cái tường lửa của bạn ấy, tường lửa ví dụ như các bạn vào đây này, Open Selling Center này, có một số anh em đã tắt cái chế độ này đi rồi này, đấy, tắt chế độ password này đi, nhưng mà nó vẫn xâm nhập được, được ạ, bởi vì nó hiểu rất rõ cái hệ thống Windows của các bạn rồi, Windows rồi, nó có khả năng là nó tự nhân bản, nó không cần phải người người đằng sau đứng đằng sau được chưa. Cho nên cái mã độc nó rất nguy hiểm là ở chỗ đó, nó có thể tự động vận hành được, được chưa. Các bạn đến một lúc nào đó thì cái máy móc của nó cũng tự vận hành được như thế này, thì
Vận hành thông minh như này hơi nguy hiểm, được chưa? WannaCry, được chưa? Là một loại ransomware. Đây là hiện tại đã có hơn 200.000 thiết bị rồi nhá các bạn, hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi cái loại mã độc này. Chủ yếu là nó tống tiền thôi các bạn. Đấy, nó ăn cắp thông tin mà nó sẽ tống tống tiền với các bạn. Đấy, nó quét. Đấy, chờ quét. Và các bạn sẽ tải cái đường link này, mình sẽ các bạn vào thẳng trang tinh tế này để tải nhá. Tinh tế. Ok các bạn. Chào các bạn nhé.